Nếu như mà ba không ra hả, con sẽ công khai danh tính của ba cho tất cả mọi người. Ai nhận đi. Ai ra nhận đi. Nè, con của ai? Con mày phải không? Trời ơi, em má ơi. Trời ơi, con của ông không nổi. Trời ơi, con ra đi. Phải không? Thế nè. Con không đúng không? Bậy bạ. Ai là ba nó nhận đi. Tội nghiệp đó. Ông ai đi, ai ra đi đi nè, đi ra đi trời. Ai là ba nó nhận đi. Tội nghiệp đó. Trời ơi, chứ nó nói là xấu mặt lắm luôn đó. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy mọi người? Chuyện gì vậy? Con bé này đứng đây mấy tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó nói nó đi tìm ba nó nè. Nó nói ba nó chắc chắn là những người đàn ông trong khu phố này. Nói bây giờ đàn ông khu phố này bây giờ ai cũng hồi hộp lo lắng hết trơn á. Ủa giờ ai là ba của con bé này thì nhận đi. Ai nhận đi. Con biết ba là một trong số những người đàn ông đang có mặt ở đây. Ai vậy? Trời ra, ai đi ra đi, giờ ơi nhận đi. Thì ai ra nhận đi trời. Ai đi ra đi, giờ ơi nhận đi. Anh Dũng hả? Không đi ở ngoài đúng không? Không phải, ba đâu biết gì đâu. Ê, cái gì? Ông đi. Sao? Có nào ông có rơi rớt ông biết không? Bậy nha. Nhận đi nha chứ không nhận là thất đức lắm á. Không phải, tôi mới dọn về đây ở à. Trời ơi tôi lại còn trong sáng lắm, chưa hề vướng bụi hồng cờ ở đó mà còn rơi con rớt. Ôi. Vậy ai ra? Ai đi nhận đi nói đi. Phải không phải thằng này không? Trời ơi chị em mà. Trời ơi bây giờ ra ngoài bà con bình tĩnh đi. Được rồi. Sẵn bây giờ ở đây có đầy đủ mọi người trong cái xóm này, bây giờ chú sẽ tìm ba cho con. Nè, con có chắc là cái người ba của con là ở trong cái xóm này không? Con chắc chắn. Bây giờ con có bằng chứng hay là con có danh tính hay gì không để đây. Chú điều tra giùm con cho. Anh ơi, sao mắt em giật quá. Mỗi mắt giật tôi có gì đâu. Có quan trọng cái chuyện đó, người ta đứng trước cửa nhà mình giúp người ta lẹ đi, có gì đâu, giúp người mà. Nè, có bằng chứng nè, có quê quán năm sinh đàng hoàng nè. Quê quán An Giang, sinh năm 1979. An Giang, 1979. Tôi ở Nha Trang, tôi An Giang. Ông này ở Nha Trang rồi, không phải. An Giang, An Giang. Ông Ti. Đúng quá. Sao sao? Ông nhận con đi, con ông đâu tiếng ở An Giang nè. Tôi thì tôi quê ở An Giang. Nhưng mà tôi sinh năm 69 chứ không phải 79. Rồi bước lại, bước lại. Ủa vậy là ai? Con có chắc là sinh năm 79 không con? Dạ hay chắc. Là 69? Dạ chắc 79. 79 đó chưa? Có tên nè, có tên nè. Thôi bây giờ công khai danh tính luôn đi. Tôi đọc tên một cái là lồi cái mặt ra nghe chưa? Rồi, nghe chưa? Nói rõ ràng ra. Nói ra luôn đi chứ đi ngồi gì mệt quá. Từ từ. Nguyễn Thanh Tùng. Nguyễn Thanh Tùng. Ông đây. Là chú hả? Là chú. Trời ơi. Bà con bình tĩnh coi. Nè con, ba con là ai mà sao tự nhiên tên giống chú rồi năm sinh giống chú, quê quán giống chú vậy? Cái người này là ai? Ba con là ai? Chú là ba của con. Không, bà con bình tĩnh coi. Chưa gì hết, nhau lên. Con là ai? Con là con của chú. Tiếp lại, chưa có gì hết mà. Nè con cái gì giỡn được nghe chưa? Cái chuyện này giỡn không có được nghe chưa? Đây là gia đình của chú nghe chưa? Con nói một câu phá nát gia đình của chú nha. Đây là bằng chứng. Ôi giống y hả? Y chang trong hình rồi. Ôi giống y hả? Ôi gì vậy? Hả? Đi đám cưới hả? Đi. Là ổng mà. Nhận con đi. Chứ con kịch hả? Nhận thì nhận. Tại sao vậy? Lại thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Chuyện là... Anh đừng nói gì hết á. Tụi tôi quá thất vọng vậy anh. Không phải ý nè. Anh khỏi giải thích đi. Chuyện nó rành rành như vậy rồi, anh còn muốn nói gì nữa? Tại sao con bé nó gọi anh là ba? Anh Tùng à, đã bao nhiêu lần em gợi ý với anh về chuyện con em, con anh, con của chúng mình, anh liên tục từ chối em. Anh nói là không. Em tưởng anh là một người sống giữ gìn cho bản thân, đức độ. Cuối cùng sao? Rồi đứa con này là sao? Anh trả lại em đi, anh Tùng, anh trả lại em đi. Con tình cảm với dành cho anh là cái gì? Anh có nhẹ đúng không? Em cũng có trái tim mà anh Tùng, sao anh có thể đối xử với em như vậy? Ủa cái gì vậy chị? Chị cứng, con cái gì đây? Không, ý là chị ức á. Cái chuyện chị với anh Tùng thực sự là nó kết thúc rồi. Chị nhường ảnh cho em rồi mà. Không, nhưng mà chị ức tôi cưng, chị ức thôi nha, chứ có ý gì hết. Nhưng mà cái điều em muốn biết ở đây là cái cô gái trong hình như thế nào với anh. Đúng. Ai cũng có quá khứ mà. Cái đó là một cái cuộc tình ở trong quá khứ của tôi. Đúng không? Bởi vậy ăn ốc mà giờ. Nhưng mà chú Tùng, An với lại Bình mới vừa đi theo bác chưa được bao lâu mà tự nhiên giờ xuất hiện thêm con nhỏ nào nữa. Con bớt đổ dầu vô lửa được không vậy? Hả? Gia đình chưa đủ rối sao con? Mọi người bình tĩnh đi. Tôi nhất định phải làm rõ cái sự thật này để chứng minh mình là người trong sạch. Rõ cái gì nữa anh? Người ta đã để con gái đến đây tìm anh mà không nhận thì anh đúng quả là đồ vô trách nhiệm đó. Vy. Đúng. Anh vô trách nhiệm. Anh vô trách nhiệm với con anh. Anh vô trách nhiệm với tôi nữa. Cái gì vậy trời? Vy không sao chứ tự nhiên bà này bà nói chuyện giống như là tôi chồng bà luôn vậy trời. Vậy giờ con sẽ ngủ ở đâu đây ba Tùng? Chú Tùng, không có được nha. Chú không có được cho con nhỏ này ở trong nhà mình nha. Lỡ nó có ý đồ xấu xa gì rồi sao? Nói ai xấu xa hả con nhỏ đen thui kìa. Ê, nói ai nhỏ đen thui. Thôi mà hai đứa nhìn lại mình đi, có ai trắng không? Hai đứa giờ tạm thở chung nhau đi, ngày mai tính. Bữa nay nhức đầu quá rồi, tùm lum chuyện lắm rồi. Chú Tùng, chú Tùng, bà đúng là đứa con từ trên trời rơi xuống. Tôi là phần 2, bà là phần 1. Chúng ta đều là những đứa con từ trên trời rơi xuống. Chắc còn chúng ta không bao bước qua, vì nơi đây sẽ chính là nhà có tình yêu thương thiết tha và chắc sẽ mãi mãi